Thưa sư, có phải một người không có duyên với Thế Tôn và giáo pháp của Ngài thì không thể độ cho họ được đúng không? Hay nếu cố gắng giúp họ thì sẽ được? Vấn đề là chúng ta không có thần thông. Những người á, là sư quên mất cái tên Pali rồi, nhưng mà trong chú giải có là có những người là chỉ có Phật Chánh Đẳng Giác mới độ được. Có những người á là Phật gọi là cái vị Phật Thinh Văn Giác độ được mà Phật Chánh Đẳng Giác cũng độ được. Thì có hai loại như vậy. Tức là không có loại nào mà Thinh Văn Giác độ được mà Chánh Đẳng Giác độ không được, thì sự kiện đó là không có. Còn chúng ta đó thì không biết được, cho nên là mình cứ giúp thôi. Còn giúp được tới đâu thì hay tới đó.